Giao tranh ác liệt ở Donbass, Ukraine, Nga đụng độ hơn 30 trận một ngày. Ukraine bật mí về mạng lưới công sự cực kiên cố xung quanh Bakhmut. Ông Putin, vụ tấn công đập Kherson là hành vi man dở. Vụ vỡ đập Kakhovka, Ukraine có lợi, quân Nga thiệt hại trăm bề. Hyundai và Kia bị nhiều thành phố ở Mỹ kiện vì ô tô dễ mất cắp. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với tin tức thế giới trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất dành cho quý vị khán giả. Tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine. Kính thưa quý vị, theo RAPDA, Bộ Tổng thống mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố trên Facebook rằng, trong 24 giờ qua, Nga đã phát động 35 cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không và các mục tiêu ở Ukraine. Tất cả các tên lửa đã bị lực lượng phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy. Ukraine cũng cáo buộc Nga thực hiện 41 các cuộc không kích và 57 cuộc tấn công bằng các hệ thống tên lửa đa nòng. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, thật không may đã có người chết và bị thương trong dân thường. Một số tòa nhà chung cư dân cư, nhà riêng và cơ sở hạ tầng dân sự khác đã bị hư hại. Nga đang tiếp tục tập trung các nỗ lực chính của họ vào việc chiếm đóng hoàn toàn các tỉnh Lugansk và Donetsk. Hơn 30 cuộc đụng độ đã diễn ra trong ngày qua. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông tin nhận định rằng khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích trên khắp Ukraine vẫn còn cao. Trong khi đó, cập nhật về tình hình ở mặt trận Bakhmut, Ukraine cáo buộc quân Nga tiến hành các cuộc tấn công vào Klitschivka nhưng không thành công. Họ đã tiến hành một cuộc không kích ở khu vực Bilahora ở Donetsk. Các vùng lân cận Vasyukivka, Malinivka ở tỉnh Donetsk cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc pháo kích của Nga trong khi đó, trên mặt trận Zaporizhia và Kherson, người Nga được cho là đang tiếp tục tiến hành các hành động phòng thủ. Trong 24 giờ qua, các máy bay Ukraine đã thực hiện 17 cuộc tấn công vào các cụm quân nhân Nga và 4 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng công của Nga. Lực lượng phòng thủ Ukraine cũng thông báo phá hủy một máy bay ném bom Su-25 của Nga và 4 UAV trinh sát. Lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 9 sở chỉ huy, 4 cụm quân nhân Nga phá hủy 3 kho đạn, hệ thống tên lửa phòng không, 14 đơn vị pháo tại vị trí khai hỏa và 18 mục tiêu quan trọng khác của đối phương. Ngày 7 tháng 6, tài khoản Voenache trên Telegram chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine, chia sẻ video từ UAV Lancet của Nga, cho thấy quá trình hệ thống phòng không ARIT do Đức viện trợ cho Ukraine bị phát hiện và tập kích. Thời gian diễn ra sự việc không được công bố, nhưng dường như tổ hợp được triển khai ở tiền tuyến tại tỉnh Kherson. Trong video, một xe chở đạn kiêm bệ phóng cùng radar đa chức năng TRML-4D của tổ hợp Ariste và nhiều xe tải hậu cần bị UAV trinh sát Nga phát hiện trong vị trí ẩn nấp. Đài radar có màu trắng nổi bật giữa các tán cây, nhiều khả năng là họa tiết ngụy trang kiểu sa mạc và không được sơn lại trước khi đức chuyển cho Ukraine. UAV tự sát xét khóa mục tiêu, la vào radar, trong lúc một người đang phủ lưới ngụy trang trên nóc xe hình ảnh sau đó cho thấy khói bốc lên và đài radar có dấu hiệu hỏng nặng nhiều binh sĩ ukraine cũng bỏ chạy khỏi khu vực một số đám khói cũng xuất hiện quanh đài radar sau đó không rõ có phải do lực lượng nga pháo kích hay không chưa rõ so mức độ thiệt hại của đài radar nhưng vụ nổ nhiều khả năng đã phá hỏng các thiết bị điện tử đắt tiền và mỏng manh khiến nó không thể hoạt động điều này cũng vô hiệu hóa hoàn toàn tổ hợp ariste do mỗi hệ thống chỉ được trang bị một radar TRML4D để phát hiện và bám bắt mục tiêu. Bộ Quốc phòng nga và quân đội ukraine chưa bình luận về thông tin. Chuyên gia Joseph Chivetic viết trên chuyên trang quân sự Warzone của Mỹ, ukraine sở hữu rất ít radar TRML4D, khả năng là chỉ có một hoặc hai đài như vậy. Đòn tập kích cho thấy tầm quan trọng của các tổ hợp phòng không được phương tây chuyển cho ukraine, cũng như nỗ lực vô hiệu hóa chúng do nga tiến hành. Ariste có tầm bắn xa 40 km và đủ sức bắn hạ mục tiêu ở độ cao tối đa 20 km, được thiết kế để bảo vệ những địa điểm trọng yếu trước các cuộc tấn công từ máy bay, trực thăng, máy bay không người lái hay tên lửa. Đây được coi là một trong những lá chắn phòng công hiện đại nhất của Ukraine, giúp nước này lấp khoảng trống phòng thủ sau khi nhiều tổ hợp S-300 và Buk M-1 bị phá hủy. Được biết, Đức cam kết cung cấp tổng cộng 8 hệ thống Ariste cho Ukraine, trong đó ít nhất hai tổ hợp đã được chuyển giao từ cuối năm ngoái. Các chỉ huy quân đội Ukraine hồi tháng trước tuyên bố hệ thống này đánh chặn được 100% mục tiêu trong quá trình tham chiến. Theo RT, thấm đốc vùng Bengorod, Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết, các cuộc không kích không gây thương vong nhưng đã làm hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng trong khu vực. Trong một tuyên bố trên Telegram ngày 7 tháng 6, ông Gladkov tuyên bố 460 quả đạn các loại đã được bắn chỉ riêng tại quận Sebekino, nơi chính quyền địa phương ghi nhận 26 thiết bị nổ được thả từ máy bay không người lái. Thông đốc Gladkop thông báo không có thương vong. Tại thị trấn Sebekino, các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các khu dân cư. Con số chính xác về nhà cửa và phương tiện bị hư hại vẫn chưa rõ ràng, mặc dù vụ pháo kích đã phá hủy một cơ sở nông nghiệp. Ông Gladkop cho biết, khu định cư Novaya Tavonjanka ở cùng quận đã bị trúng 57 quả đạn pháo của Ukraine, khiến 10 hộ gia đình bị thiệt hại. Các lực lượng Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công vào làng Kozinka ở quận Greivoron, làm vỡ một đường ống dẫn khí đốt và khiến chính quyền phải cắt nguồn cung cấp cho một số đường phố. Theo Gladkov, một số khu vực khác đã bị nhắm mục tiêu trong khu vực, trong khi các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy hai mục tiêu trên thành phố Belgorod. Ông cho biết thêm, không ai bị thương, các mảnh vỡ rơi xuống làm hư hỏng ba chiếc ô tô. Các cuộc tấn công của Ukraine tiếp tục sang ngày 7 tháng 6, với Sebekino một lần nữa gánh chịu hậu quả nặng nề. Gladkov nói rằng thị trấn đã bị bắn phá dữ dội bởi hệ thống tên lửa Danangrad thời Liên Xô. Ông lưu ý rằng, trong khi cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương tích nào, 40 quả đạn đã bắn trúng một khu công nghiệp, dẫn đến hỏa hoạn, trong đó 20 quả đạn khác rơi khắp thị trấn. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Pravda, bà Hanna Malia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây tuyên bố, các công sự ở mặt trận Bakhmut là một khu vực kiên cố và được xây dựng để trường tồn. Pravda cho biết, tuyên bố trên của bà Malia nhằm đáp lại những thông tin cho rằng, Bakhmut không được chuẩn bị các công sự thích hợp để chống lại quân Nga, dù truyền thông tung hô thành phố là một pháo đài. Một đại đội trưởng từ lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine – người có bí danh là Foka, trước đó trả lời phỏng vấn với Ukrainska Pravda rằng các công sự thích hợp đã không được chuẩn bị trước ở Bakhmut cũng như vùng lân cận Chasovya. Bà Malia nhấn mạnh, có thể tổ chức phòng thủ mặt trận Bakhmut lâu như vậy và bây giờ tiến lên nhờ các công sự đã được chuẩn bị trước đó. Toàn bộ khu vực bao quanh Bakhmut thực sự là một khu vực kiên cố. Công sự được các lực lượng quân đội ta và chính quyền địa phương chuẩn bị từ trước. Nó được xây dựng để trường tồn. Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng tất cả các thiết bị mới nhất mà Ukraine nhận được đã được gửi đến mặt trận Bakhmut. Tuy nhiên, thành phố cuối cùng vẫn thất thủ vào tay lực lượng Nga hồi tháng 5 vừa qua. Theo ông Zelensky, tên lửa hành trình Storm Shadow, đạn có độ chính xác cao Excalibur, pháo tự hành Seja của Pháp, pháo 155mm và hệ thống pháo phản lực HIMARS đã được gửi đến mặt trận Bakhmut. Ông nói thêm rằng, Bản thân Bakhmut trước đó trên thực tế không được chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện, dù quân đội Ukraine đã củng cố các lối vào thành phố. Bà Malia cho biết thêm rằng, hiện tại, tâm điểm của các cuộc chiến vẫn ở phía đông của đất nước, và trên mặt trận Bakhmut, quân đội Ukraine đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Ngày 7 tháng 6, trong lần đầu tiên bình luận về vụ vỡ đập Kharkovka ở tỉnh Kherson khi điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét việc phá hoại đập thủy điện là hành động man dợ đã dẫn tới thảm họa nhân đạo và môi trường quy mô lớn. Tổng thống Erdogan đáp lại rằng, điều quan trọng là điều tra toàn diện sự việc. Ông đề xuất thành lập ủy ban điều tra gồm chuyên gia từ Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng đối với vấn đề này, có thể sử dụng cơ chế đàm phán để giải quyết vấn đề như từng làm với hành lang ngũ cốc. Ông Erdogan cùng ngày cũng điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đưa ra đề xuất tương tự. Đập thủy điện Kakhovka trên sông Donetsk thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson vỡ ngày 6 tháng 6, khiến 18 tỷ mét khối nước tràn xuống các thị trấn và khu vực đất canh tác ở Hạ Lưu. Hàng nghìn dân thường đã phải sơ tán khi nhiều căn nhà bị nhấn chìm. Giới chức Ukraine lo ngại về nguy cơ nước lũ cuốn trôi những quả mìn và gây ra dịch bệnh. Hồ chứa của đập Kakhovka thuộc nhà máy thủy điện cùng tên có nhiệm vụ cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và kênh đào Krum. Đập Kakhovka được Liên Xô xây dựng năm 1950, 1956, nằm cạnh thành phố Nova Cachoca và cách thành phố Kherson khoảng 70 km. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Interfax đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định rằng việc phá hủy đập Kharkovka cho thấy người Nga sẽ sớm tháo chạy khỏi bán đảo Crimea. Ông Zelensky đổ lỗi cho Nga gây ra vụ vỡ đập Kharkovka, gây lũ lụt tại hàng chục ngôi làng ở hạ lưu sông Nhép. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng vụ vỡ đập cho thấy Moscow đang chuẩn bị để mất quyền kiểm soát Crimea. Ông Zelensky cho biết việc hồ chứa Kharkovka bị phá hủy, đặc biệt cực kỳ quan trọng để cung cấp nước cho Crimea cho thấy người Nga đã nhận ra rằng họ cũng sẽ sớm phải rời khỏi Crimea. Ông Zelensky cũng hứa hẹn rằng các lực lượng Ukraine sẽ khôi phục cuộc sống bình thường ở Crimea sau khi đánh đuổi quân Nga và giành lại quyền kiểm soát bán đảo. Newsweek đã liên hệ qua email tới Bộ Quốc phòng Nga để bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi. Bình luận về quan điểm trên của ông Zelensky, đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, Makassian nhận định. Không có chuyện việc này báo hiệu rằng Nga đang từ bỏ Crimea, Crimea là một phần thường lớn và Nga sẽ giữ lấy nó bằng mọi giá. Ngoài việc vỡ đập có tác động tàn phá tiềm tàng đối với nguồn cung cấp nước của Crimea, nó cũng làm dấy lên những lo ngại về an toàn đối với các nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát. Các lò phản ứng của nhà máy được làm mát bằng nước được cung cấp từ hồ chứa Kakhovka hiện đang cạn kiệt. Tuy nhiên, Rafael Mariano Grossi, tổng giám đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết trong một tuyên bố sau khi đập Kakhovka nổ tung, không có rủi ro ngay lập tức đối với sự an toàn của nhà máy, bởi có một số nguồn nước thay thế để cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Kính thưa quý vị và các bạn, con đập Kakoka ở Kherson được mô tả là một cấu trúc cực kỳ kiên cố, vững chắc, chỉ có thể bị phá hủy bằng cách đặt hàng tấn thuốc nổ, nhưng có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được thủ phạm gây vỡ đập. Theo Euromaidan, Bộ Quốc phòng Nga nhận định rằng đây chính xác là những gì Ukraine đã làm để phá hủy đập thủy điện Kakhovka. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shogu, Ukraine sợ quân Nga tái chiếm Kherson nên đã cho nổ tung con đập. Đáp lại, phía Ukraine phản ứng bằng cách chỉ ra rằng hồ lớn trên con đập do vụ nổ gây ra nằm ở chính giữa và vì quân Nga đã phá hủy cây cầu ở phía Ukraine nên chỉ quân đội Nga mới có thể tiếp cận phần giữa của con đập và chỉ người Nga mới có thể vận chuyển hàng tấn thuốc nổ tới vị trí này. Việc quân đậm bị vỡ giấy lên những lo ngại đáng kể cho cả hai phía Nga và Ukraine. Do lũ lụt lớn hơn nhiều so với dự kiến, nhiều vị trí của quân đội Nga đã dần bị cắt đứt khỏi đất liền, bị thu hẹp và cô lập. Nhiều kênh truyền thông xã hội của Nga bắt đầu cảnh báo tất cả binh sĩ Nga rằng họ chỉ còn 2 giờ để rời đi, chứ không phải 3 ngày. Do lũ lụt nghiêm trọng nên về lâu dài, người Nga thậm chí có thể hứng thêm thiệt hại. Một số nhà phân tích Ukraine báo cáo rằng, nhiều phần của tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga đã bị nhấn chìm dưới nước hầu hết đạn dược và thiết bị của họ cũng sẽ chìm theo vì không thể được sơ tán kịp. Các chiến hào sẽ bị san phẳng và các công sự dọc bờ sông sẽ bị xóa sổ. Nước lũ dự kiến sẽ rút trong khoảng 2 tuần và người Nga được cho là khó có thể tiếp tế cho toàn bộ lực lượng của họ ở Kherson. Đồng thời, theo các nhà phân tích, khi mực nước ở thượng nguồn đang giảm nhanh chóng, chiều rộng của con sông trong khu vực này có thể thu hẹp lại, đến mức người Ukraine có thể khai thác một hướng mới để tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ và sẽ có thể chọn địa điểm tấn công trên mặt trận dài 250 km thay vì chỉ 70 km. Ngày 7 tháng 6, hãng tin AFP đưa tin tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Nga trong tháng 5 đã tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow. Theo dữ liệu chính thức của Trung Quốc, thương mại giữa hai nước vào tháng trước đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ, với hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga trị giá 11,3 tỷ đô la Mỹ, không có phân tích chính thức về các số liệu. Điều này cũng cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc trên diện rộng lần đầu tiên giảm kể từ tháng 2 năm nay, phá vỡ chuỗi tăng trưởng kéo dài 2 tháng khi phục hồi sau đại dịch Covid-19. Lạm phát toàn cầu gia tăng, nguy cơ suy thoái kinh tế ở những nơi khác và căng thẳng địa chính trị với Mỹ có lẽ đã làm suy yếu nhu cầu đối với các sản phẩm của Trung Quốc, nhưng thương mại của Trung Quốc với Nga lại là một xu hướng khác. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga với mức kỷ lục 190 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái theo dữ liệu hải quan Trung Quốc. Trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3 năm nay, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết thúc đẩy thương mại lên 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 khi họ ca ngợi mối quan hệ đối tác không giới hạn. Số liệu mới nhất cũng cho thấy xuất khẩu sang Nga tăng 75,6% trong tháng 5 năm 2023 mức cao nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu, trong bối cảnh thương mại với hầu hết các thị trường lớn ở châu Âu và Mỹ giảm. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng của Nga nhờ xuất khẩu năng lượng ổn định. Ngày 7 tháng 6, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã công bố chiến lược an ninh quốc gia, trong đó vạch ra các mục tiêu nhằm thực hiện hóa tầm nhìn quốc gia quan trọng toàn cầu. Chiến lược an ninh quốc gia do Cơ quan An ninh Quốc gia trực thuộc Văn phòng Tổng thống ban hành, gồm hai văn bản bằng tiếng Hàn 107 trang và tiếng Anh 150 trang. Đây là văn kiện trình bày các chính sách của chính quyền đương nhiệm về các vấn đề đối ngoại, quốc phòng và thống nhất bán đảo Triều Tiên. Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực biến đổi nhanh chóng, cùng với sự xuất hiện của các vấn đề an ninh mới nổi như bất ổn chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong lời nói đầu, tổng thống Yoon Suk Yeol đưa ra nhận định rằng, Hàn Quốc đang ở một thời điểm lịch sử quan trọng khi thế giới trải qua một thời kỳ biến động chưa từng có. Tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sự ổn định và thịnh vượng đã được thiết lập trong nửa thế kỷ qua. Chiến lược an ninh quốc gia của Hàn Quốc cũng xác định việc Triều Tiên tiếp tục nâng cao năng lực phát triển hạt nhân là thách thức an ninh cấp bách nhất mà Hàn Quốc phải đối mặt. Theo đó, Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực phòng thủ của quân đội nước này. Ngoài ra, chiến lược cũng chỉ ra nhu cầu cấp bách trong việc biến mối quan hệ dạn nứt Hàn Nhật trở thành mối quan hệ đối tác hợp tác hướng tới tương lai trong bối cảnh hợp tác an ninh ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày càng quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Theo thông tin Reuters vừa qua, New York, thành phố đông dân nhất của Mỹ, cùng với một số thành phố lớn khác như Baltimore, Cleveland, San Diego, Seattle đã kiện hai hãng sản xuất ô tô của Hàn Quốc là Hyundai và Kia về số lượng vụ trộm cắp đặc biệt nhiều nhằm vào xe của hai hãng này. Trong đơn khiếu nại gửi lên Tòa án Liên bang Manhattan, chính quyền thành phố New York đổ lỗi cho các nhà sản xuất ô tô của Hàn Quốc vì đã không lắp đặt hệ thống chống trộm Immobilizer cho phần lớn phương tiện của họ trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2022, khiến họ trở nên lạc loài giữa các nhà sản xuất ô tô. Hệ thống chống trộm Immobilizer, hay còn gọi là IMO, là một hệ thống có thể ngăn động cơ ô tô khởi động bằng chìa khóa tự chế của kẻ trộm. Giới chức New York cho biết Điều này đã tạo ra kẽ hở cho hành vi trộm cắp xe, phạm tội, lái xe cầu thả và gây hại cho cộng đồng. Sự việc càng trở nên trầm trọng hơn khi trên nền tảng TikTok xuất hiện các đoạn clip hướng dẫn cách đánh cắp những chiếc ô tô không có bộ khởi động bằng nút bấm và thiết bị chống trộm IMO. Thành phố này cho biết số lượng xe Hyundai và Kia bị đánh cắp trong đầu năm nay đã tăng gấp đôi so với toàn bộ năm ngoái. Cụ thể, số vụ trộm xe đã bùng nổ trong 4 tháng đầu năm 2023 với 977 vụ được báo cáo, tăng từ 148 vụ trong cùng kỳ năm 2021. Ngược lại, thành phố này cho biết các vụ trộm xe BMW, Ford, Honda, Mercedes, Nissan và Toyota đã giảm trong năm nay. Đơn kiện yêu cầu hai hãng xe phải bồi thường và nộp phạt ở mức chưa xác định. Phía nhà sản xuất ô tô Hyundai cho biết, họ đã đưa hệ thống chống trộm iMo trở thành thiết bị tiêu chuẩn trên tất cả các phương tiện vào tháng 11 năm 2021. Họ cũng thực hiện các bước kiểm soát khác trong đó có nâng cấp phần mềm để giảm nguy cơ trộm cắp Kia hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ kiện thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và gặp lại.